Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hà Nội có thêm 4 điểm cấp đổi giấy phép lái xe. Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 5 tháng 9, thành phố sẽ có thêm 4 điểm tại 4 huyện được tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa là Mê Linh, Thanh Oai, Quốc Oai, Ba Vì. Các địa phương thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Trước đó, ngoài hai địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp và cấp lại giấy phép lái xe tại số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ và số 16 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Sở Giao thông Vận tải đã ủy quyền để thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân 9 quận, huyện, thị xã gồm Nam Từ Liêm, Long Biên, Mỹ Đức, Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Đan Phượng, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây. Việc có thêm 4 điểm tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền đã nâng tổng số địa phương được thực hiện lên 13 quận, huyện, thị xã. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc ủy quyền tiếp nhận làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe nhanh chóng, giúp giảm tình trạng quá tải tại các điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại phố Cao Bá Quát và đường Võ Chí Công như trước đây. Sẽ có yêu cầu kỹ thuật riêng đối với xe chạy thử. Theo dự thảo thông tư, xe thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ, gọi tắt là xe nghiên cứu phát triển, là xe chưa được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhưng có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ với mục đích để đánh giá về độ bền, khả năng thích nghi của xe đối với các yếu tố thời tiết, môi trường, điều kiện giao thông của Việt Nam hoặc nhằm mục đích cải tiến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sản phẩm. Khi xe này tham gia giao thông, sẽ phải đáp ứng 13 yêu cầu kỹ thuật chung như kích thước bao ngoài, khối lượng toàn bộ và khối lượng toàn bộ phân bố trên trục xe khi chạy thử trên đường không vượt quá quy định theo quy chuẩn Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành đối với loại xe tương ứng. Xe phải có tài liệu thiết kế, phải được sản xuất, lắp ráp từ phụ tùng chưa qua sử dụng hoặc là xe được cải tiến, thay đổi từ xe chưa qua sử dụng. Xe phải được kiểm tra chất lượng xuất xưởng, không bắt buộc phải gắn lên xe các biểu tượng, ký tự nhận diện nhà sản xuất, nhãn hiệu, tên thương mại của xe. Xe được phép dán hoặc sơn ngụy trang bên ngoài xe nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người lái xe, chức năng của đèn chiếu sáng, tín hiệu, cửa thoát hiểm. Phải được chạy thử trong đường bộ tối thiểu 20 km để đánh giá chất lượng lắp ráp xe theo quy định của nhà sản xuất. Phải gắn biển xe chạy thử phía trước và phía sau xe. Riêng đối với trường hợp rơ móc và semi rơ móc được kéo bởi ô tô hoặc máy kéo thì phải gắn biển xe chạy thử phía trước xe kéo và phía sau xe được kéo. Xe phải được bảo dưỡng định kỳ theo chu kỳ do cơ sở sản xuất công bố, nhưng thời gian giữa các chu kỳ bảo dưỡng không được dài hơn thời gian giữa các chu kỳ bảo dưỡng đối với xe cùng loại. Khi bảo dưỡng định kỳ, cơ sở sản xuất phải kiểm tra và đảm bảo tình trạng của các hệ thống, động cơ, lái, phanh, treo, vành, lốp xe, đèn chiếu sáng, tín hiệu hoạt động bình thường. Không được phép chở hàng hóa trừ trường hợp chở các trang, thiết bị phục vụ việc ghi nhận thông tin, trạng thái kỹ thuật của xe trong quá trình hoạt động. Các trang, thiết bị này phải được cố định vào xe. Cuối cùng, xe phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Dự thảo thông tư còn quy định yêu cầu kỹ thuật riêng đối với mỗi loại xe, trong đó đối với xe ô tô, số người tối đa cho phép chở khi chạy thử trên đường không lớn hơn 2 người, kể cả lái xe. Xe chạy thử với tốc độ thấp nhất ít hơn 20 km/h so với tốc độ tối đa cho phép của loại xe đó khi ở ngoài khu vực đô thị, thấp hơn ít nhất 10 km/h khi ở trong khu vực đô thị và không được cản trở các phương tiện tham gia giao thông khác. Người lái điều khiển xe nghiên cứu phát triển chạy thử trên đường phải có giấy phép lái xe cơ giới, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng phù hợp với các loại xe chạy thử và thời gian tính từ tháng được cấp giấy tờ nêu trên tới tháng chạy thử xe trên đường tối thiểu là 36 tháng. Hà Nội đề xuất cho xe điện 4 bánh kết nối metro, xe buýt. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện thành phố có tổng số 179 xe điện của 8 doanh nghiệp đang hoạt động thí điểm tại 6 khu vực hạn chế gồm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khu vực Hồ Tây, khu vực phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm, tuyến xe điện kết nối hai điểm di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, khu vực di tích thắng cảnh Chùa Hương, khu du lịch làng cổ Đường Lâm. Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, các phương tiện này giúp hạn chế tối đa lượng khí thải ra ngoài môi trường, giảm ô nhiễm tiếng ồn trong thành phố. Đa phần phương tiện 4 bánh chở người sử dụng động cơ điện có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện của các khu du lịch tham quan. Khi xảy ra sự cố bất ngờ trên đường, khả năng hoạt động cũng linh hoạt hơn, xe không chiếm nhiều diện tích nên hạn chế được tình trạng ùn tắc giao thông, ông Long cho hay.
Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thực tế việc đưa vào sử dụng xe điện đã từng bước khắc phục các tình trạng cò mồi, trèo kéo và đeo bám khách du lịch xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, làng cổ Đường Lâm, khu vực Chùa Hương. Loại hình phương tiện này giúp cho người dân, khách du lịch có thêm phương án lựa chọn phương tiện đi lại thay vì đi bộ, đi xe xích lô, xe ôm hay xe taxi. Song, quá trình hoạt động của các xe điện 4 bánh vẫn còn tồn tại các nhược điểm như vẫn còn xảy ra tình trạng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện, hoạt động sai mục đích, sai lộ trình quy định gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Tuy có nhiều lợi thế để phát triển, nhưng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhìn nhận, loại hình xe 4 bánh chở người sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh trên địa bàn thành phố mới chỉ dừng lại ở thí điểm khu vực phố cổ và một số phạm vi hạn chế. Hiện tại, chưa có quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để đưa vào quản lý đối với xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh. Từ đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép các đơn vị đang hoạt động thí điểm tiếp tục hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại và tham quan du lịch của người dân trên địa bàn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các phương tiện này thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoạt động vận tải đối với loại hình này. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu trình Chính phủ một số quy định đặc thù đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện để làm căn cứ trong hoạt động quản lý, triển khai. Cụ thể, về phạm vi hoạt động, xem xét mở rộng phạm vi hoạt động của loại hình này một cách hợp lý để không chỉ phục vụ mục đích du lịch mà còn phục vụ phát triển vận tải hành khách công cộng, tăng cường tính kết nối giữa các phương thức, loại hình vận tải hành khách công cộng, kết nối Metro Cát Linh, Hà Đông với Metro Nhổn, ga Hà Nội, giữa các tuyến đường sắt đô thị với xe buýt. Các phương tiện cần được đăng ký phù hiệu định kỳ hàng năm và sử dụng thiết bị giám sát hành trình như quy định dành cho ô tô tham gia kinh doanh vận tải. Xây dựng quy định cụ thể về niên hạn sử dụng đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển khách này, không áp dụng đối với xe hoạt động trong đường nội bộ, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe này. Về thẩm quyền quy định hoạt động, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về thời gian, phạm vi hoạt động, trình tự, thủ tục cho phép và tổ chức quản lý hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe 4 bánh có gắn động cơ. Đối với điều kiện kinh doanh, quy định để xe 4 bánh chạy năng lượng điện trở thành một loại hình kinh doanh vận tải. Doanh nghiệp có ứng dụng phần mềm vận tải để hành khách đăng ký dịch vụ và cung cấp tài khoản cho cơ quan quản lý nhà nước theo dõi. Về giá cước, thuế, phí, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cấp thiết phối hợp với Bộ Tài chính xem xét ban hành quy định, hướng dẫn về kê khai giá cước đối với việc sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện. Hà Nội có 40 doanh nghiệp thu phí đỗ xe bằng công nghệ. Liên quan đến công tác thu phí đỗ xe bằng công nghệ không tiền mặt, theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến nay có 40 doanh nghiệp được Sở Giao thông Vận tải cấp phép trông ô tô ở lòng đường thực hiện thu phí công nghệ. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dịch vụ đã giúp tăng chất lượng dịch vụ, tính minh bạch công khai, niềm tin của người dân, đồng thời giảm thời gian, thủ tục hành chính và chi phí. Phía người dân không phải dùng tiền mặt, không dừng chờ thanh toán, có biên lai, hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền, cơ quan thuế. Đại diện đơn vị cung cấp giải pháp thu phí không dùng tiền mặt VETC, ông Trần Ngọc Kiên cho biết, bên cạnh việc phối hợp với công ty MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội triển khai thí điểm theo chỉ đạo của thành phố, VETC cũng chủ động cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trông giữ xe khác có nhu cầu. Là một trong số doanh nghiệp có số lượng điểm đỗ thực hiện thu phí không dùng tiền mặt nhiều nhất trên địa bàn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, đến nay đơn vị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp phần mềm ứng dụng và thực hiện 16 điểm. Cũng theo vị này, việc số hóa thu phí đỗ xe đã giúp cho quá trình giao dịch giữa người dân và đơn vị vận hành nhanh, thuận tiện, minh bạch. Cùng với đó, công tác kiểm soát xe ra vào bãi, thời gian xe ở trong bãi thuận lợi, chính xác. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán tự động qua ví điện tử còn thấp, vẫn phải thanh toán qua ngân hàng. Việc này dẫn tới thanh toán chậm, không thuận tiện cho chủ phương tiện. Ngoài ra, hệ thống thiết bị chập chờn, chưa ổn định, chưa có các chế tài xử lý xe vi phạm trong việc trông giữ xe, xe đỗ quá giờ, xe đỗ không thanh toán. Các điểm đỗ xe chủ yếu là tạm thời hạn cấp phép trông giữ ngắn, 3 đến 6 tháng, nên khó khăn cho đơn vị trong việc đầu tư, quản lý, vận hành.